Chiều ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khoai Châu đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Huy có hộ khẩu thường trú tại xã Hàm Tử về tội gây rối trật tự công cộng tại xã Đông Tảo. Theo hồ sơ ban đầu, vào các khung giờ là 2 giờ, 18 giờ và 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại khu vực chợ Đông Tảo thuộc thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, bị can Nguyễn Hữu Huy đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29G01975 dừng đỗ và điều khiển xe chắn ngang đường tỉnh 382, đoạn đường ngã tư chợ Đông Tảo. Hành vi điều khiển xe của Huy gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đình trệ hoạt động kinh doanh buôn bán của các tiểu thương trong chợ và đặc biệt là gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhận được thông tin phản ánh, công an huyện Quái Châu đã tiếp nhận tổ chức điều tra, xác minh và xác định hành vi của Nguyễn Hữu Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quá Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Hữu Huy về tội gây dối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự để phục vụ điều tra, cùng ngày viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Châu phê chuẩn các quyết định nêu trên.